chào các bạn nhá. Đến với video tiếp theo. Hôm nay mình đi lặn cá mọi người.
Thành quả của mình tối nay mọi người, ba con caro này nhặt được 10.000 ở dưới nước này. Mình kết thúc video tại đây, cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký để ủng hộ kênh, nhớ ấn chuông để nhận được thông báo video mới. Xin chào.